ở đây thì hãy tâm hỏi thầy, tu cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát là khi mà mình ngồi yên lặng đó, thì bắt đầu đó, mới đầu thì mình dùng cái tri kiến tức là cái sự hiểu biết của mình trong những cái lời thầy dạy, trong những kinh sách của Phật. Ví dụ như nói cái thân này vô thường, thì Phật nói cái thân vô thường, rồi nói cái thân này là khổ, khi nó vô thường thì nó thay đổi, nó không có duy trì, nó không thường hằng, do đó nó có cái sự thay đổi, mà sự thay đổi đó nó làm khổ. Rồi nó khi mà nó hoại diệt, nó mất đi rồi thì nó không có nữa, và cái gì nó không có như vậy thì cho nên cái bản thể của nó cũng không có, cho nên cái ngã nó cũng không, do đó Phật dạy như vậy. Rồi do vì vậy mà chúng ta chỉ hiểu như vậy chứ chúng ta chưa có hiểu nhiều nữa, cho nên khi mà nói nó vô thường thì chúng ta có cái suy tư hơn là cái hiểu của kinh sách đó. Bắt đầu chúng ta mới thấy quán xét như tóc ở trên thân của chúng ta, rồi như da chúng ta, rồi như cái sự suy yếu của thân của chúng ta trong lúc trẻ như thế nào, rồi trong khi bây giờ như thế nào, rồi chúng ta suy nghĩ qua cái già chúng ta sẽ như thế nào, rồi chúng ta thấy cái sự vô thường thay đổi đó, thì chúng ta mới rõ được cái vô thường thay đổi đó. Mà cái mà hiểu rõ do chúng ta suy nghĩ ra mà thấy, thì đó là cái tri kiến giải thoát, từ nó phóng ra cái sự suy tư đó, nó làm chúng ta thấy rõ một cái vấn đề mà chúng ta muốn tìm hiểu, mà chúng ta bây giờ đã rõ, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn cái mà chúng ta hiểu theo cái chữ nghĩa, theo cái hiểu của người khác dạy mình, thì cái đó không phải là cái sự tìm hiểu của mình, thì cái đó gọi là tri kiến. Hiểu như vậy thì biết. Còn về tu chánh niệm tỉnh thức đó, nó làm cho chúng ta hoàn toàn tỉnh thức ở trong một cái hành động, nó có ý tứ từng cái việc làm, mà nó không có khởi ra một cái niệm kêu là vô thức á. Cái niệm mà trong khi chúng ta đang làm cái chuyện mà chúng ta không biết, rồi là chúng ta nghĩ cái chuyện khác, thì cứ đang nghĩ cái chuyện khác thì cái việc làm là chúng ta không có biết, mất đi rồi, thì cái đó gọi là thiếu cái chánh niệm, gọi là thất niệm. Thất niệm tức là thất cái tỉnh thức ở đó. Cho nên ở đây giúp chúng ta làm việc có ý tứ. Vì vậy mà khi cái ý tứ này, khi mà chúng ta đặt một cái niệm thì nó mới có ý tứ. Ý tứ đó nó mới nhìn được cái sợi tóc, nó mới nhìn được cái lằn nhăn của nó mới nhìn được cái mũi của nó mới nhìn được cái gò má hốp của nó mới nhìn được con mắt sâu của nó, rồi nó mới nhìn được cái tròng mắt nó. Ngày xưa thì nó đen, bây giờ nó vàng, nó bạc, nó thấy lờ mờ, nó không rõ. Để đó nó nhìn được cái sự vô thường của nó. Là cái sức ý tứ là cái sức tỉnh thức nó mới giúp chúng ta ý tứ, rồi ý tứ chúng ta mới quan sát được, chúng ta mới phóng ra được cái tri kiến giải thoát, có hiểu không? Nó mới có, chứ còn cái ý tứ nó không phải là trí tuệ đâu. Cái ý tứ của chúng ta nó giúp chúng ta, nó tỉnh thức thì nó giúp cho chúng ta có ý tứ. Bây giờ cầm một cuốn vở này mà có ý tứ thì chúng ta cầm nó không có sảy tay làm rách hay hoặc làm rớt, đó gọi là ý tứ. Chứ không phải là trong cái ý tứ đó là cái trí tuệ, mà nhờ cái ý tứ đó thì bắt đầu chúng ta mới quan sát, thì có cái ý tứ đó nó mới xem lại cái sợi tóc của nó, rồi mới xem lại cái lông mày của nó, rồi mới xem lại con mắt của nó, rồi mới xem lại cái gò má hốp của nó mới xem lại cái làn da của nó mới nhìn lại móng tay móng chân, nó mới nhìn lại những cái đường gân ở trong thân của nó quan sát lại rất kỹ những cái phần chi tiết nhỏ. Cái đó gọi là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này nó do cái sự mà phát triển, do cái sự ý tứ của mình nó triển khai ra những cái này để cho mình tìm hiểu được cái sự vô thường đó, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn bây giờ mình hiểu qua một cái gì mà người ta hiểu sẵn thì cái đó gọi là giai mượn, cái đó gọi là tri kiến. Đó là cái phần là như vậy, để cho con thấy rằng cái định chánh niệm tỉnh giác nó chỉ giúp cho chúng ta có ý tứ, có tỉnh thức ở trong những cái ý tứ, rồi mới áp dụng qua cái định vô lậu thì nó mới phóng ra được cái tri kiến giải thoát. Còn nếu mà không có ý tứ này thì nó chỉ có cái tri kiến mà thôi. Bởi vì nó không có ý tứ cho nên nó chỉ nhớ lại, nó nhớ lại là nó vô thường, khổ, không, vô ngã, thì nó cái thân này là vô thường, khổ, không, vô ngã. Cho nên có người nghe đặt cái niệm thân vô đó, thì bắt đầu đặt niệm thân thì quán nó vô thường, khổ, không, vô ngã, rồi nói một hơi vậy rồi cái xả ra đi, nó tôi cũng tu cái định vô lậu rồi. Đó là thiệt, là cái đỉnh này nó tiêu là tu 1000 năm nó cũng vô lậu, theo kiểu mà nhai cái bả mí của người ta mà ta nuốt hết cái nước ngọt rồi mình nhai lại, nó lặt nhắt mà cứ nhai hoài đó, thì nó cũng không nhầm nhòi gì đâu. Đó là cái sai đó.